Nếu anh chị đang tìm kiếm một ngôi nhà để an cư lạc nghiệp dành cho cả gia đình nhà mình như thế hệ thì đừng bỏ qua căn hộ này. Căn nhà này tọa lạc tại đường khu đô thị Phước Long và ngang 5 m với tổng tiện diện tích một bạc sàn chỉ 95 m2 và giá có sổ hồng, hoàn công đầy đủ. Nhà hướng đông bắc nên rất là mát và nằm trong khu đô thị an ninh hiện đại, đường rộng 16 m là đường ô tô và căn nhà này chỉ có giá là 6,5 tỷ thích hợp cho cả gia đình. Anh chị mua để ở, an cư lạc nghiệp cũng như là thuận tiện kinh doanh mua bán. Bởi vì xung quanh ở đây có rất là nhiều hàng quán kinh doanh đang phát triển rất là tốt. Và từ vị trí này đi về biển Nha Trang chỉ khoảng 2 km. Và bây giờ thì xin mời các anh chị cùng đi theo em để xem về thiết kế công năng của căn nhà này như thế nào. Xin mời các anh chị cùng đi theo em chào ạ. Ngôi nhà có mặt tiền rộng 5m đường lớn 16m trước nhà ô tô dễ dàng di chuyển và giao thông thuận tiện từ vị trí này đi về biển Nha Trang chỉ tầm 2km nha các anh chị bước vào ngôi nhà là một cái khoảng sân để chúng ta có thể là để xe máy và thối lui vào bên trong là tầm 2m rưỡi để được 2 đến 3 chiếc xe máy thoải mái luôn nha các anh chị và căn nhà này là hướng đông nên rất là mát mẻ và bước vào không gian phòng khách thì căn phòng này với nội thất thiết kế khá là đơn giản, chỉ có một chiếc sofa, tivi và đây là tầng thiết kế của căn phòng khách. Đây là không gian nhà bếp, thì có một cái nhà vệ sinh ở chính giữa căn nhà. Đây là khu vực bàn ăn có 4 ghế. Đầy đủ cho cả gia đình mình có thể là ăn cơm cùng với nhau. Nhà vệ sinh ở đây khá là rộng, có đầy đủ các thiết bị vệ sinh. Ở đây là khu vực nhà bếp với một cái tủ lạnh to, bếp mà bếp ga và hệ thống tủ bếp thì cũng không liền nhau nhưng mà cô sắp xếp cũng khá là gọn gàng nha bên này là khu vực nhà kho ở phía bên dưới cầu thang để tận dụng để nhà kho đầy đủ và, và diện tích thì của cái khu sẽ thối luôn phía sau là tầng một vào 2 mét phá hai phòng ngủ tổng trên tổng quan tầng một bậc thì 1 sẽ có là có phòng khách và phòng bếp một nhà, vệ một sinh, nhà vệ sinh chung một nhà kho đó. nhỏ đây là khu vực nhà vệ sinh em chung em sẽ đi về phòng Nằm ngủ ở phía sau bên trong đây giữa là nhà nha toilet đây ha. là đây là phòng ngủ của con thì trong này á cũng thiết kế cũng tương đối là đơn giản chỉ có một tủ quần áo nhỏ ba cánh một cái giường để cho một cái giường lớn để cho con có thể là ngủ và học bài ở đây và có một cái máy lạnh đầy đủ luôn đây là khu vực nhà vệ sinh chung hai các anh chị và bước tới đây đây là khu vực không gian cũng có thể là thiết kế là khu vực phòng đọc sách hoặc khu vực riêng tư phòng làm việc của bố mẹ phía trước đây đó chính là khu vực phòng ngủ của ba mẹ thì sẽ có đầy đủ về tủ giường tủ giường bàn trang điểm đó. phòng ngủ ở đây khá là rộng thì có có một cái máy lạnh ở bên trong căn phòng này rồi một cửa sổ lớn và một cái ban công nhỏ để nhìn xuống phía dưới. Đây là khu vực tầng 1 nha. Đường trước nhà là đường 16m và nhà này hướng đông, có sổ hồng, hoàn công đầy đủ thể hiện trên sổ luôn nha các anh chị. Và em Châu sẽ đi vào khu vực phòng ngủ thứ ba Phòng ngủ thứ ba nằm trên tầng 2. Đây là phòng ngủ dành cho khách. À, có khi nào có người nhà hay là ông bà ở xa tới thì các anh chị có thể là dùng phòng này để cho khách ở. Trên này có một nhà vệ sinh, còn phía trước đây thì gia chủ đang dùng làm phòng thờ. Đó và một cái ban công cực kỳ là rộng nha. Thì bây giờ em sẽ đi xuống nhìn một vài thông tin trên sổ đến quý anh chị nha. Đây là đường trước nhà là đường 16m đã thể hiện đầy đủ trên sổ. Ngôi nhà này thì có diện tích là 95 m2 nhà ở liên kế còn diện tích xây dựng thì có thối lui nên là còn 72,5 m. Và tổng diện tích sàn của 3 tầng là 223,5 m2, có sổ hồng đầy đủ. Nằm gọn trong khu đô thị khép kín an ninh, xung quanh có nhiều quán cà phê nổi tiếng, khu vực chợ Thái với đa dạng các mặt hàng, nhiều căn biệt thự an ninh đẳng cấp nên là các anh chị về đây mua rất là an tâm và đầu tư lâu dài rất tốt ạ. À. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video này. Các anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều nhà đẹp ở tại thành phố Nha Trang cùng với em Kim Châu nhé.